Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục gặp video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số thông tin liên quan đến cái dòng CPU ở trên máy tính bảng các bạn nhé, thuộc cái hàng sản xuất của Intel. Để các bạn đang có nhu cầu các bạn mua CPU hoặc là các bạn lắp ráp máy tính bảng để các bạn làm việc, các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé. Rồi thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái con CPU i9 các bạn nhé, i9 14900K, cái dòng CPU mà dùng trên máy tính bảng, CPU cao cấp nhất của Intel ở thời tính vào cái thời điểm hiện tại các bạn nhé, năm 2024. Đó, thì cái dòng CPU này thì chỉ sử dụng trên máy tính bảng các bạn nhé, còn không sử dụng được cho trên laptop, bởi vì hai dòng CPU của máy tính bảng và laptop thì không thể thay đổi với nhau được. Đó, thì máy tính bảng thì nó có ưu điểm là khi các bạn sử dụng ấy thì link cái khoảng không gian nó lớn, cho nên là cái hệ thống tản nhiệt của máy tính bàn nó rất là tốt này. Thứ hai là các cái hệ thống phần cứng nó cũng có cái hiệu suất cao hơn, thường thường là cao hơn so với cái laptop, cho nên là nếu mà so sánh với cái máy tính bàn và laptop cùng cùng đời ấy, thì hiệu suất của cái chiếc CPU cũng như là cái bộ máy tính bàn thì cái khả năng làm việc của nó là tốt hơn các bạn nha. Rồi thì sau đây là một số cái thông tin mà mình mới cập nhật được về cái dòng CPU i9 này, 14900K, tức là dòng CPU ép sung của Intel, cái dòng CPU cao cấp nhất của Intel. Đó, để các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nha. Đầu tiên là cái bộ nhớ đêm các bạn này, 36 MB rất là cao. Đó, và cái sung có thể là lên đến 6 GHz. Đó. Và số lõi là 24 lõi, 32 luồng. Rất là lớn các bạn nhé. Đấy, bây giờ một cái con CPU mà cái số lõi đã tăng lên khoảng 24 lõi và số luồng thì 32 luồng. Đấy, thì trên Intel thì nó có cái công nghệ siêu phân luồng các bạn nhé, tức là khi mà máy tính của chúng ta mà làm việc những công việc nặng đòi hỏi hiệu suất cao thì một lõi có thể hoạt động giống như hai luồng. Bởi vậy mà những cái CPU nào mà có số lõi càng nhiều ấy thì số luồng nó cũng sẽ càng nhiều các bạn nhé, chắc chắn là như thế, và số lõi càng nhiều thì hiệu suất của CPU nó sẽ càng cao. Đấy, cái số lượng lõi rất là lớn các bạn nhé, 24 lõi. Thì trước đây thì nếu như bạn nào mà đã sử dụng máy tính bàn đó, khoảng từ 5 6 năm trở về trước ấy, muốn có một con CPU một số lõi nhiều thế này thì thường thường chúng ta chỉ có trên CPU của Xeon thôi. Đấy, mà hiện nay thì Intel đã trang bị trên cả cái dòng CPU Core từ i3 cho đến i9, số lượng lõi khá là nhiều, kể cả trên CPU của laptop các bạn nhé. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số về cái dòng CPU của máy tính bàn và cả trên laptop. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm vào cái kênh của mình nhé, các bạn tham khảo thêm. Đấy, như vậy là cái CPU mà có số lõi càng nhiều đấy thì số bộ nhớ đêm càng nhiều này, sung càng cao này, đó thì số lõi càng nhiều, tất nhiên là số lõi nhiều thì số lượng nó sẽ càng lớn, đó thì cái hiệu năng của CPU nó sẽ càng cao. Và cái con CPU i9 14900K này thì thuộc dòng CPU ép sung, có nghĩa là các bạn có thể tận dụng cái hệ thống phần cứng của các bạn, hệ thống phần cứng tối ưu đấy, và các bạn có thể là giảm nhiệt độ của CPU xuống. Khi các bạn ép sung thì cái sung của CPU này có thể được nâng lên trong quá trình làm việc, và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái quá trình thực hiện công việc của các bạn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian các bạn nha. Rồi, năm sản xuất đấy là quý 4 2023 các bạn nhé, thì tức là vào khoảng cuối năm 2023 đấy, thì đầu năm 2024 thì như vậy là nó cũng tầm được mấy tháng thôi. Đó, rồi giá đề xuất của Intel thì mình có kiểm tra ở trên trang chủ ấy, thì cái giá đề xuất là không có các bạn nhé. Đó, thì sau này nếu mà cập nhật được thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn. Đó, giá đề xuất Intel thì Intel không đưa ra cái giá của con i9 14900K này. Đấy, ở trên cái trang chủ có hỗ trợ tiếng Việt của Việt Nam mình nhé. Rồi, sử dụng cho máy tính bàn, thứ hai còn gọi là PC. Rồi, dùng cho máy tính làm việc, máy tính đồ họa nặng. Đó, thì chắc chắn là với cái dòng i9 này 14900K này thì chắc chắn là các bạn sẽ mua về để các bạn làm các cái công việc nặng, đặc biệt là các cái công việc chuyên biệt. Đó, chẳng hạn như đồ họa nặng này, các bạn sử dụng các cái mở một lúc nhiều cái ứng dụng, nhiều tab đấy, và các bạn làm các cái phần mềm đồ họa hoặc là các cái phần mềm biến tập video để chỉnh sửa hình ảnh, mục đích là tăng cái hiệu quả làm việc và tiết kiệm thời gian cho các bạn. Đó, thì tất nhiên là cái dòng CPU này thì nó rất là mạnh luôn. Nó cái dòng cao cấp nhất của Intel ở cái dòng Core ở thời điểm hiện tại. Đấy, thì như vậy là giá thành nó cũng khá là cao các bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ đi cùng với cái điều kiện kinh tế của
của người dùng. Và về cái thông số thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách các bạn kiểm tra các cái thông tin cơ bản của cái dòng CPU i9 này ở trên trang chủ của Intel để các bạn tham khảo nha. Đó, để khi các bạn cần mua một CPU về các bạn làm việc hoặc là các bạn cần build một cái máy tính bàn đó, chẳng hạn như thế này. Đó, cái máy tính bàn như thế này. Đó thì các bạn sẽ mua tất cả các linh kiện ở trong này, các bạn build. Đó, ví dụ như là vỏ này, rồi đèn LED này. Đấy, nguồn CPU, RAM, đấy, main và các đồ họa vân vân. Đó thì chúng ta sẽ tính đến cái bộ phận rất là quan trọng, đó là cái CPU. Đấy, khi chúng ta cần mua máy tính bàn chẳng hạn, đó thì các bạn sẽ kiểm tra cái thông tin của nó trước khi chúng ta mua. Đấy, tất nhiên là khi chúng ta mua thì các bạn sẽ phần ưu tiên những cái dòng CPU mới nhất, đó thì hiệu năng nó sẽ tốt hơn. À, đồng thời là chúng ta sẽ chọn những cái dòng CPU trong những năm gần đây, ví dụ như 2 3 năm gần đây, từ thế hệ thứ 12 trở lên các bạn nhá, thì hiệu năng khá là tốt. Bởi vì từ thế hệ thứ 12 trở lên thì Intel đã chuyển sang cái công nghệ 10 nanomet, thì hiệu suất CPU cải thiện rất là nhiều. Đó, và chúng ta sẽ ưu tiên chọn những dòng CPU có số lõi, số luồng càng nhiều để nó phục vụ công việc của chúng ta tốt hơn nha. Rồi thì bây giờ để cập nhật một số thông số cơ bản của dòng i9 14900K thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ của Intel ở trên internet các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở internet lên. Đó thì các bạn có thể vào Cốc Cốc này hoặc là Chrome hoặc Firefox đều được. Ở đây thì mình vào Cốc Cốc nhé. Mình mở mở Cốc Cốc lên. Rồi chúng ta phóng to lên. Ở đây mình sẽ ghi vào đây là i9 các bạn này. Chúng ta đánh bình thường nha. Mình đánh sẵn đây rồi. Mình đánh sẵn là i9 14900K. À, chữ K này chúng ta chỉ cần viết thường thôi, không cần viết hoa nhé. Các bạn nhấn Enter trên bàn phím. Rồi sau đó chúng ta kéo xuống ấy thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái trang web để cho chúng ta biết được cái thông tin về cái dòng CPU này. Đấy, nhưng mà để cho thuận tiện thì chúng ta sẽ vào trang chủ của Intel để chúng ta cập nhật tin tức nó đầy đủ và chính xác hơn nha. Ở đây thì có những cái trang, ở đây mình sẽ vào cái trang là www.intel.vn các bạn này. Đấy, thì có ghi rõ là Intel Core i9 Professor 14900K ID. Đó, chúng ta kích vào đây nha. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ vào cái trang chủ là www.intel.vn nha. Chúng ta kích vào đây. Đó, như vậy thì sau khi các bạn vào đây thì chúng ta sẽ có ghi rõ là 14900K này, 36 bộ nhớ đềm và UPTU lên 6 GHz rất là cao. Rồi chúng ta kéo xuống. Đấy, thì các bạn sẽ kiểm tra thông tin bằng cái bảng ở phía bên này này. Đó, hoặc là các bạn kiểm tra trực tiếp ở bên này, các bạn kéo cái thanh trượt bên này lên xuống này để chúng ta kéo từ trên xuống chúng ta đọc thông tin nha. Đấy, thì ở đây ví dụ các bạn cần thông số kỹ thuật CPU thì các bạn kích vào đây này, các bạn kiểm tra bên này cũng được, thì bên này nó sẽ hiện lên và như vậy là rất là thuận tiện cho các bạn. Hoặc là công nghệ tiên tiến này, các bạn kích vào đây chẳng hạn như vậy, thì ở dưới này nó sẽ di chuyển lên và chúng ta sẽ đọc thông tin tương ứng phía bên này. Rồi như vậy thì khi mà kiểm tra thông tin CPU thì nó sẽ có những cái thông số khá là cơ bản và chúng ta sẽ kiểm tra những cái thông số quan trọng nhất các bạn nhé. Đó, về cái thiết yếu này thì cái bộ này là bộ sưu tập sản phẩm là Core i9 thế hệ thứ 14, đó là Gen 14 này. Đó, tên mã là Raptor Lake nha, cái này vẫn là Raptor Lake. Đó, đoàn thẳng phân đoàn thẳng là desktop, có nghĩa là chúng ta dùng cho máy tính bàn. Đó, số hiệu bộ xử lý là i9 14900K, cái con CPU Core cao nhất của Intel tính đến thời điểm hiện tại và có hiệu năng cao nhất cũng như là giá tiền cao nhất của Intel trong năm 2024 này các bạn nhé, i9 14900K. Rồi thuật in thạch bản là Intel 7, có nghĩa là Intel đã chuyển từ cái công nghệ 14 nanomet xuống 10 nanomet. Đấy, thì tức là cái con kích thước của con bán dẫn ở trên CPU các bạn nhé. Đó thì như vậy là chuyển xuống kích thước nhỏ hơn 10 nanomet thì hiệu năng của CPU nó sẽ càng tốt hơn. Rồi thông số kỹ thuật thì cái phần này rất là quan trọng để khi các bạn quyết định mua CPU hoặc là các bạn mua máy tính thì chúng ta xem thử lấy số lõi và số luồng của nó bao nhiêu đấy và công suất của nó hoạt động bao nhiêu watt. Ở đây thì số lõi của nó là của CPU là 24, trong đó số lõi B thì ở đây Intel vẫn để là 8, thì nó vẫn giống như trên Core i7 các bạn ạ, vẫn 8 lõi B. Còn riêng số lõi E ở trên i9 thì nó sẽ cao hơn số lõi E ở trên i7, cho nên là số luồng nó sẽ nhiều hơn. Đó, số lõi E là 16 lõi. Đó, và như vậy là tổng số luồng là 32. Thì các bạn cộng lại thôi. Đó, số lõi B cộng với số lõi E thì ra số luồng thực, số lõi thực. Đó, 8 cộng với 16 là thành 24. 24 lõi thực nha. 8 cộng 16. Cái này là lõi thực này, còn cái số luồng này là Intel có cái công nghệ siêu phân luồng thì số luồng nó sẽ tăng lên. Tức là số luồng ở đây thì số lõi B này có siêu phân luồng các bạn này, tức là chúng ta sẽ nhân đôi lên nha. Đấy, còn số lõi E này thì không có siêu phân luồng. Như vậy là 8 nhân với 2 là 16, 16 cộng với 16 lõi E nữa
đó thì chúng ta sẽ được 32. Đó thì đó là cái cách chúng ta tính số lõi và số luồng ở trên CPU của Intel từ thế hệ thứ 12 trở đi. Rồi. Tần số turbo tối đa là 6 GHz. Đó và chúng ta sẽ có cái số tần số cơ sở của loại E là 32.4 và tối đa là 4.4. Số loại E cũng rất là cao. Tần số cơ sở của loại B là 32 và chuyển lên loại B cao nhất là 5.6. Đấy. Đó là chúng ta sẽ đọc cái xung xung nhịp của loại B và loại E. Như vậy là ở đây các bạn lưu ý là trong quá trình Intel sản xuất CPU cái công nghệ từ thế hệ thứ 12 trở lên ấy, CPU thứ 12, 13, 14. Đó thì cái con CPU nó đã Intel đã sắp đặt hai cái loại loại B và loại E. Loại B thì thường dùng cho các cái công việc nặng đòi hỏi hiệu suất cao thì cái máy tính của chúng ta nó sẽ phát huy hiệu suất của cái loại B này. Còn khi các bạn làm công việc nhẹ hơn, chẳng hạn như là các bạn làm công việc văn phòng chẳng hạn, hoặc là những cái công việc các bạn đọc báo, xem phim, lướt web Facebook chẳng hạn, và ví dụ như vậy thì CPU nó sẽ ưu tiên hoạt động trên loại E, mục đích là để tiết kiệm năng lượng cho các bạn nha. Đó thì như vậy là mình thấy là Intel sắp xếp cái cấu tạo CPU này rất là hợp lý trong quá trình tối ưu hiệu năng của máy tính cũng như là hiệu năng của CPU và tiết kiệm điện hơn cho chúng ta. Đó, công việc nhẹ là loại E nó sẽ đảm nhận, còn công việc nặng hơn, phát huy nhiều loại hơn thì loại B nó sẽ có tác dụng tốt hơn các bạn nha, hiệu suất cao. Loại B là loại hiệu suất cao. Rồi về cái công suất các bạn nhé, công suất thì ở đây các bạn để ý là công suất khá lớn đấy. Con i9 này thì CPU ép xung cho nên là công suất cũng khá là lớn, ở đây là 125W công suất cơ bản. Tức là tối thiểu ở đây thì thường thường chúng ta dùng thì công suất 125W và turbo tối đa là 253W, đấy khá là cao. Đó cho nên là nếu mà các bạn sử dụng cái con CPU này thực ra thì mình đánh giá là rất là tốt, rất là mạnh luôn, nhưng mà về cái việc sử dụng điện năng thì mình thấy cũng khá là cao so với cái dòng i3, i5 và i7 là 125W các bạn nhé, tức là tương đương với việc chúng ta thắp một cái bóng đèn 125W. Đó, thì công suất khi các bạn sử dụng thì nó sẽ dao động như thế này, dao động xung quanh 125 hoặc hơn hơn một chút. Còn trường hợp mà để cái công suất tối đa 253W như thế này thì đòi hỏi các bạn phải có một cái phần cứng tối ưu cho cái dòng CPU này và các bạn phải làm cái công việc rất là nặng thì cái dòng này nó phát huy được cái công suất tối đa là 253W các bạn nhé. Rồi về cái ngày phát hành là quý 423 đó. Rồi tiếp theo là cái phần thông số bộ nhớ này là về cái hỗ trợ RAM các bạn này. Hỗ trợ RAM thì dung lượng tối đa là 192 GB, hỗ trợ RAM DDR5 bus 5600, tức là tốc độ 5600, và DDR4 này, tốc độ 3200. Đấy. Rồi về GPU tức là cái con chip đồ họa tích hợp ở trên cái con CPU này gọi là iGPU, thì bạn sử dụng cái thế hệ mới nhất đó là Intel UHD Graphics 770. Thì cái dòng này vẫn được trang bị đến i7 các bạn này, kể cả i7 thường và i7K thì cũng có cái UHD Graphics 770. Đó thì trong video trước thì mình đã có chia sẻ các bạn một số thông tin liên quan đến cái dòng i3, i5 và i7 nhá. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập thêm vào kênh của mình. Các bạn tham khảo thêm về cái dòng từ i3 đến i7 ở thế hệ thứ 14 nhá. Rồi việc xuất ra màn hình các bạn nhé, xuất ra màn hình thì khi các bạn gắn vào CPU ấy, đó thì chúng ta sẽ gắn cái máy tính bàn này ra một cái màn hình bên ngoài, đấy, màn hình bên ngoài. Thì màn hình bên ngoài thì nó sẽ liên quan đến cái độ phân giải của màn hình các bạn mua về ấy. Đó thì khi các bạn gắn vào ấy thì cái CPU này nó sẽ hỗ trợ cái màn hình đó, tức hỗ trợ cái độ phân giải tối đa trên màn hình đó theo các cái thông số như thế này. Đó là các bạn gắn vào cái cổng HDMI ở trên CPU ấy, trên cái máy tính bàn đó thì nó sẽ hỗ trợ cái độ phân giải 4K cho cái màn hình bên ngoài. Còn nếu các bạn gắn vào cái cổng DB ở trên trên máy tính bàn thì nó sẽ hỗ trợ 8K trên cái màn hình ngoài đó, hoặc là EDB thì là nằm giữa hai cái khoảng 4K và 8K này các bạn này. Đó. Rồi cái phần phía dưới này các bạn tham khảo thêm nha. Đó cái phần thông số gói thì Intel vẫn hỗ trợ socket 1700. Đó. Thì mình thấy là đợt này thì nếu như bạn nào theo dõi thông tin thường xuyên về cái về công nghệ ấy, thì mình thấy đợt này Intel có cái thông tin rất là hay, đó là hỗ trợ 3 đời CPU ở trên một socket, đó là socket 1700. Đó. Đời 12, đời 13 và đời 14 thì đều nằm trên socket 1700. Cái này rất là tiện lợi cho người dùng các bạn nhé. Ví dụ như các bạn đang sử dụng một cái main mà chạy chip đời 12 thì vẫn có thể là chạy cho con chip đời 14 này được. Đó thì nó sẽ tiết kiệm chi phí cho các bạn cũng khá là tốt. Mình thấy là cái này là lần đầu tiên mình thấy Intel có làm theo cái kiểu này. Hỗ trợ người dùng rất là tốt.
rồi về cái phần công nghệ tiên tiến và phần bảo mật tin cậy các bạn tham khảo thêm ở dưới này nha. Rồi sang cái phần giá bán các bạn nhé. Đó thì ở đây mình sẽ lướt qua cho các bạn xem một số cái thông tin về giá bán ở đây thôi. Đó thì về cái giá bán ấy thì nó có thể tùy thuộc vào từng địa phương, từng khu vực, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào phí vận chuyển và cả tiền thuế này các bạn nhé, có cả tiền thuế, nên là giá có thể thay đổi, nhưng mà mình nghĩ là chênh lệch cũng không nhiều lắm. Đó, ví dụ như đây các bạn, cái trang ở trên Shopee các bạn này đang bán giá là 14 triệu 690 ngàn này, cái này là mình vào cái trang bất kỳ thôi nha. Đó, hoặc là ở đây đang bán với giá là 17 triệu 540 ngàn các bạn này, ở đây giá khá cao này. Đó, nói chung là cái giá từ dao động đúng khoảng 15 triệu trên dưới 15 triệu đối với cái dòng CPU Core i9 dòng K này. Đó, hoặc đây là 14 ngàn 14 triệu 390 ngàn này. Đấy, 16 triệu 590 ngàn này. Đây Core i9 14.900 này. Hoặc là bên này còn bán là 16 triệu các bạn này, giá khá cao này. 16 triệu 180 ngàn. Đó, đó là những cái trang mà có sẵn ở trên này thì mình lướt qua cho các bạn xem nhá. Nói chung là dao động xung quanh trên dưới 15 triệu. Đó. Ví dụ như đây đang bán với giá là 15 triệu 990 ngàn các bạn này. Đấy, chúng ta kéo xuống nhá. Đấy. Rồi. Ở dưới này các bạn này, đấy, chúng ta kéo xuống. Ví dụ như đây cũng bán 15 triệu 900 này, nói chung là giá tầm từ trên 15 triệu, 15 triệu rưỡi đến 16 triệu. Đó, mình thấy là khá nhiều cái trang web đang bán với cái giá là 15 triệu rưỡi trở lên. Rồi, như vậy là đánh giá với cái dòng Core CPU i9 này thì hiệu năng rất là cao và nó sẽ phụ thuộc vào về kinh tế của chúng ta, bởi vì khi chúng ta mua con CPU i9 này giá đã cao rồi thì cái phần cứng đi kèm cũng phải rất là tốt. Ví dụ như các bạn phải đi với cái men Z. Đấy, men Z hiện nay là cái giá cao nhất so với các cái đời men, cho nên là nó sẽ một cái bộ CPU i9 như vậy thì nó sẽ đổi giá lên rất là nhiều các bạn ạ, giá lên khá là cao, cho nên là cái này thì còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng từng người đó. Và mình nghĩ là các bạn có điều kiện kinh tế, các bạn cần làm vào cái công việc nặng trong thường xuyên và trong thời gian dài thì các bạn có thể cân nhắc cái dòng CPU i9 14.900K này, sẽ hỗ trợ các bạn rất là tốt trong quá trình làm các công việc nặng hoặc là các cái công việc chuyên nghiệp. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn mua được CPU cũng như là mua được cho mình cái máy tính bàn thành công để các bạn phục vụ công việc nha. Sau video là bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.